Thưa quý vị và các bạn, không khó để bắt gặp những hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Người dân hai bên đường lấn chiếm, cơi nới nhà cửa, sử dụng lòng lề đường để phơi phóng, tập kết vật liệu xây dựng. Theo đó, tình trạng vi phạm hành lang đường bộ tại các địa phương trong tỉnh diễn ra khá phổ biến, gây nhiều khó khăn cho công tác bảo trì quản lý hành lang đường bộ. Phản ánh của phóng viên Mục An toàn giao thông. Quốc lộ 49B đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế là một ví dụ với chiều dài 104 km đi qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, bắt đầu từ Mỹ Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị, kết thúc tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Đây là trục đường được nâng cấp thành quốc lộ cách đây khoảng 20 năm, với quy định hành lang mỗi bên là 22m tỉnh từ tim đường. Sau nhiều lần đo đạc, cắm mốc giới, tuyên truyền nhân dân từ giác tháo dỡ các công trình xây dựng nằm trong phạm vi đất của đường bộ, mỗi bên 5m tỉnh từ mép đường nhựa và không xây dựng các công trình kiên cố trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Đơn vị quản lý nhiều lần kiểm tra nhắc nhở người dân hai bên đường, nhưng tình trạng người dân vi phạm hành lang an toàn đường bộ gây khó cho đơn vị quản lý. Trách nhiệm của đơn vị quản lý đường bộ trên tuyến thì coi như đơn vị là thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trên tuyến để kiểm tra và ngăn chặn kịp thời những cái trường hợp mà xây dựng trái về quy định của trên hành lang đường bộ. Ngành giao thông cũng như chính quyền địa phương đều quan tâm vấn đề hành lang an toàn đường bộ. Chính quyền cũng như đơn vị giao thông đều thống nhất phương án mở rộng đường, hành lang trên tuyến để góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Người dân ở ven đường cũng rất đồng tình với việc mở rộng đường. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn đặt ra đối với công tác giải phóng hành lang đường bộ. Trong thời gian này thì tiếp tục thực hiện theo quy định 94 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn đường thủy thì địa phương tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt, đặc biệt là tháo dỡ các cái mái che, các cái biển hiệu lấn chiếm hành lang đường bộ để đảm bảo lập lại trật tự trên địa bàn. Sau khi mà cái giải tỏa thì người dân đồng tình, nhưng mà cắm mốc rồi, nhưng đến hiện nay thì thời gian cũng đã gần 10 năm, nhưng mà cái đường này cũng chưa thực hiện được về cái hai bên hành lang. Các hộ dân ở hai bên đường đều nằm trong hành lang an toàn, nhưng đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để thực hiện đúng quy định hành lang an toàn đường bộ,